không chỉ là món ăn ưa thích ở xứ Nghệ, mà còn là đặc sản nổi tiếng với du khách. Phương pháp đánh bắt tự nhiên, yếu tố dinh dưỡng cao, là vị thuốc quý, lươn đồng luôn là sự lựa chọn đầu tiên khi nhắc đến ẩm thực xứ Nghệ. Một món ẩm thực mang hương vị đậm đà của đồng quê. Đầu ngày mới với một món ăn được chế biến từ lươn sẽ tiếp thêm năng lượng để chúng ta có một ngày mới thật trọn vẹn. Nghệ An với rất nhiều những món ăn đặc sản được chế biến từ lươn như cháo lươn, súp lươn, miến lươn hay lươn súp bánh đa đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một hương vị mới lạ. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Lê Mai tìm hiểu xem món đó là gì nhé. Chào bác ạ. Quán lươn Bà Lan, địa chỉ ẩm thực không thể bỏ qua của du khách khi đến với thành phố Vinh. Thưa quý vị và các bạn, từ đặc sản lươn xứ Nghệ, chúng ta đã được thưởng thức rất nhiều những món ăn phổ biến như là cháo lươn, súp lươn hay là miến lươn vân vân. Thế nhưng ngày hôm nay cùng với sự hỗ trợ của đầu bếp chuyên nghiệp Hoàng Văn Tiến đến từ nhà hàng cháo lươn Bà Lan, thành phố Vinh, Lê Mai sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món được chế biến từ nguyên liệu là lươn nhưng là một món ăn rất đặc biệt và mới lạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với Lê Mai và quý vị khán giả một món lươn gọi là lươn ngược. Bác ơi, món lươn này thì cần những cái nguyên liệu và những cái gia vị như thế nào ạ? Thứ nhất về nguyên liệu là phải chọn được lươn đồng. Vâng. Là một. Thứ hai nữa yêu cầu con lươn nó phải to, lúc nướng lên nó cũng bị nát vụn. Cái gia vị dùng để ướp lươn nướng đấy thì nhất là có riêng, xả, ớt cay, tiêu, rồi là bột điều, vị chính, một nêm, nước mắm, có lá nghệ, đặc biệt là có cả hành tắm. Bác có thể hướng dẫn Mai cái cách chế biến cái món lươn này ạ? Đầu tiên á, là phải được làm sạch. Thì làm sạch cái lươn này chỉ có thông qua muối và nước lã, xả nước vào và bóp rửa cho nó sạch. Một lươn để nguyên miếng như thế này đưa vào ướp tẩm ướp các loại gia vị. Việc làm sạch lươn bằng muối và nước lạnh phải hoàn thành từ trước. Lươn được lược bỏ phần xương, lấy phần thịt đưa vào tẩm ướp gia vị chừng 15 đến 20 phút. Gia vị như hành tăm, riêng sả, lá nghệ, gia vị gia truyền là thứ không thể thiếu, làm cho món lươn trở nên thơm ngon hơn. Sau khi ướp chừng 20 phút, chúng ta xếp lươn vào vỉ, cho lên lò nướng. Phải giữ than nóng vừa phải, đảo đều liên tục để lươn không bị cháy. Đây phải điều chỉnh cái độ lửa đấy, để cho nó chín được từ trong ra ngoài. Vâng. Đều. Những cái món nấu về lươn phải nấu chín kỹ một tí. Đấy, bây giờ bắt đầu. Cháu thấy là dậy mùi thơm, rất thơm rồi. Như thế nào thì là chín ạ, là được ạ? Trong vòng khoảng 10 phút là được. Vị thơm nồng, béo ngậy bốc lên, thật khó cưỡng. Chúng giúp chúng tôi quên đi cái nóng ngột ngạt của ngày hè xứ Nghệ. Món lươn này thì có thể ăn với bánh mì, với bánh mượt, với bánh đá. Vâng ạ. Đều ngon và hợp lý cả. Vâng. Thì bây giờ mời Lê Mai cảm nhận vâng. đi. Cháu thử miếng nhá. Rồi, xin mời. Đấy.
có vị thơm nồng của các loại gia vị như là sả, dừa, có vị cay của tiêu ớt nữa. Và đặc biệt là cháu thấy có vị dai của lươn vẫn giữ được cái vị ngọt và dai ạ. Thưa quý vị và các bạn, là đầu tiên Neva được thưởng thức một món ăn chế biến từ nguyên liệu lươn mới lạ như thế này. Và quý vị và các bạn phải được thưởng thức lươn nướng với vị nóng sốt thì quý vị mới có thể cảm nhận hết được vị ngon ngọt cũng như là cảm nhận hết tình người tình quê của xứ Nghệ. Món ăn bình dân, giờ đây lươn đã trở thành đặc sản ẩm thực. Và ông Tiến muốn món lươn nướng đặc biệt này trở thành món ăn ưa thích của khách quốc tế. Xin được cảm ơn bác Tiến, chủ quán cháo lươn Bà Lan đã mang tới cho chương trình ngày hôm nay một món ăn rất là mới lạ được chế biến từ lươn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ thật thiếu sót nếu quý vị và các bạn đến với xứ Nghệ mà bỏ qua những món ăn được chế biến từ lươn, đặc biệt là món lươn nướng. Quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức món đặc sản này trong Festival Văn hóa ẩm thực quốc tế 2019 tại tỉnh Nghệ An. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.